Tiểu sử Long đẹp trai tiết lộ ra tới tiếng tăm của giám đốc nụ cười mới. Những người quen biết giám đốc nụ cười mới, Long đẹp trai đều biết anh từng phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ phát tờ rơi làm hậu đài đến tiếp thị. Nhưng không phải ai cũng biết Long đẹp trai là cậu công tử thứ thiệt. Bố mẹ là những người giàu có chút chức chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh, bị các viện trợ vì dám theo nghệ thuật. Tôi gặp Vũ Văn Long, nghệ danh Long đẹp trai, vào một buổi sáng đầu tuần tại một quán cà phê gần sân khấu Trống Đồng. Lý do chúng tôi chọn ngồi ở đây vì anh đang có lịch tập chuẩn bị cho live show Nhật Cường sẽ diễn ra tại sân khấu này. Trái với suy nghĩ của tôi, Long đẹp trai ngoài đời không hài hước, mà anh là người rất nghiêm túc, say mê với sân khấu, với nghệ thuật. Long đẹp trai tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976, trong một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Bố anh là giám đốc một công ty xăng dầu, còn mẹ công tác tại công ty lương thực. Nói về gia cảnh, Long đẹp trai bảo tôi cũng là công tử thứ thiệt đó. Trước anh, ông nội là người duy nhất trong gia đình làm nghệ thuật. Theo lời giám đốc nụ cười mới, ông nội từng là kép chánh một đoàn chèo có tiếng ở Hà Nội. Dù vậy, bố anh kiên quyết phản đối con trai theo nghệ thuật. Bố anh bảo đó là nghề sướng ca vô loài, còn anh lại trót yêu nghệ thuật quá, không làm sao dứt ra được. Cuộc đời anh cho đến lúc này mới chỉ biết thần tượng hai người, một là Lưu Đức Hòa, tài tử điện ảnh Hồng Kông, và một người nữa chính là lão phù thủy sân khấu Thành Lộc. Từ nhỏ, lúc nào anh cũng mơ ước được gặp họ, được đứng trên sân khấu như họ. Đó là anh quyết tâm theo học nghệ thuật, dù bố mẹ anh vì việc này đã rất giận, để gây sức ép tâm lý với con trai, hai ông bà chiêu các viện trợ. Bố anh nói, nếu mày theo bất cứ nghề nào, dẫu có phải bán nhà ta cũng cho tiền đi học, nhưng nếu theo sân khấu thì tự thân vận động con nhé. Tưởng làm thế là cậu con công tử vốn quen sống sung sướng sẽ nản mà bỏ cuộc, ấy về Vũ Văn Long vẫn kiên quyết chọn học trường nghệ thuật sân khấu 2, hiện nay là trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, để có tiền trang trải cuộc sống và học phí. Vũ Văn Long bươn chải với đủ nghề. Chàng công tử nhà giàu bươn chải với đủ nghề. Vì bận kiếm tiền nên thời gian đó, Long đẹp trai học thì ít mà chạy đi làm thì nhiều. Đầu tiên anh làm nghề tiếp thị, đi gõ cửa từng nhà để bán hàng. Có lần anh vừa gõ cửa nhà một người dân, còn chưa kịp chào bán thì đã bị người ta chửi xối xả, xua đuổi như một người hủi. Họ bảo tiếp thị cái gì, toàn bọn lừa gạt, mắc dạy. Bạn biết đó, một cậu công tử con nhà giàu đang sống sung sướng mà phải đi làm như thế, bị người ta chửi nhục như thế mà mình có làm gì đâu. Trưa hôm đó, ngồi nghỉ giữa trời nắng chang chang, tôi khóc, nghĩ tuổi thân quá, Vũ Văn Long kể. Ấy vậy mà chưa bao giờ anh quyết định bỏ nghệ thuật, anh chỉ bỏ công việc tiếp thị vì một chuyện liên quan đến mặt mũi của bố. Số là có lần anh đến tiếp thị, trúng nhà nhân viên của bố. Ngay khi anh vừa đi quốc, người nhân viên này gọi điện báo cáo sếp, thế là bố gọi điện kêu anh về. Vừa về tới nhà, bố anh cho ngay một cái bạt tay, ù hết cả đầu. Bố anh nói, tao đường đường là giám đốc một công ty xăng dầu mà mày phải đi làm tiếp thị à. Anh bảo, giờ bố không cho con tiền, con phải đi làm kiếm tiền chứ, con cũng có lừa lọc gì ai đâu. Nhưng bố anh kiên quyết, mày muốn làm gì thì làm, đừng có làm tiếp thị. Thế là anh không làm công việc đó nữa. Ít lâu sau, anh xin làm hậu đài cho sân khấu 135 Hai Bà Trưng. Ở sân khấu có cái máy bơm nước, có điện thì đỡ lắm, nhấn một cái là máy tự động bơm nước vô sân khấu. Nhưng nếu mất điện thì anh phải xách nước đổ bồn, mà cái bồn rất bự, xách mệt mỏi luôn. Đã thế, buổi trưa anh phải tranh thủ chạy tới xếp ghế cho khán giả, làm mệt nhoài như thế tới khuya. Mỗi tối anh cũng chỉ được từ 10.000 đến 20.000 đồng. Còn ban ngày anh đi làm cửa nhựa toilet, cắt, lắp thông gió, đáp cửa cho người ta. Rảnh được lúc nào anh lại nhận phát tờ rơi kiếm thêm. Lúc ấy cố nghệ sĩ Hữu Lộc thương quá kéo anh vô nhóm chơi, cho anh đi làm nhấn nhẹ trong mỗi show diễn. Riết anh thuộc hết kịch bản, mỗi show Hữu Lộc trả 10.000 đồng. Một tối 5 show anh có 50.000. Hồi ấy nhiêu đó tiền là nhiều và rủng rỉnh lắm nha, Long đẹp trai nói. Nhưng vì đi làm nhiều quá nên anh chỉ học những môn quan trọng, còn những môn không quan trọng anh cúp hết. Vì thế lúc tốt nghiệp thiếu điểm, anh không được cấp bằng, anh phải vào trường xin các thầy cho thi lại. Các thầy cô cũng thương trò vất vả, thế là được thi, được lấy bằng. Sau này không biết vì lý do gì Hữu Tâm rời khỏi nhóm kịch Hữu Lộc. Vũ Văn Long xin thay, các lời của anh là thuộc hết kịch bản, là hiểu rõ cách diễn, cách buông miếng của từng người, nên khi diễn thì được Hữu Lộc ưng ngay. Sau này khi thành lập nhóm kịch Nụ Cười Mới, Vũ Văn Long là một trong 10 cái tên sơ khai. Ấy vậy mà khi đã có chút danh tiếng,
trong giới làm nghệ thuật, bố mẹ anh vẫn chưa chịu chấp nhận nghề và sự lựa chọn của con. Phải đến mãi sau này, tức là cách đây khoảng 7-8 năm, bố mẹ anh mới chấp nhận con đường con trai đã chọn. Đặt nghệ danh Long Đẹp Trai cho sóc chơi. Ở Nụ Cười Mới, giám đốc Long Đẹp Trai còn có một chức danh nữa, là chuyên đặt biệt danh cho người khác. Ấy thế mà biệt danh Long Đẹp Trai của anh lại có xuất xứ hết sức kỳ cục. Hồi đó Long Đẹp Trai và Thái Hòa đều là học trò cưng của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Thái Hòa may mắn có được một bộ phim ai cũng nhớ tới là Những Đứa Con Thành Phố, còn Vũ Văn Long thì không có được may mắn đó. Nói về nhan sắc của mình, Long Đẹp Trai bảo: "Ngày xưa tôi xấu hoắc, nhìn thấy gớm lắm. Tôi cao 1m7 mà nặng có 52kg, nhìn nó như cây liêu di động, giống ma cây vậy đó. Mặc dù có tài nhưng vì xấu quá nên nhiều anh chị đạo diễn gặp, hứa hẹn làm phim này phim kia, sẽ kêu nhưng rồi để đấy." Vũ Văn Long buồn quá mới tự đặt mình là Long Đẹp Trai. Nhiều người bảo: "Sao mày gan vậy?" Anh cười bảo: "Người đẹp mà nhận mình đẹp là chuyện thường. Tôi xấu vậy mà gọi đẹp trai nó mới sốc." Nhưng cũng nghĩ chỉ là giỡn thôi, ai dè cái biệt danh đó lại thành nghệ danh luôn. Số là hồi học trong trường sân khấu nghệ thuật 2, anh được nghệ sĩ Trung Lùng, trợ giảng của đạo diễn Công Ninh khoái. Hai người chơi với nhau khá thân. Ra trường Long Đẹp Trai đi dạy ở lớp kịch thiếu nhi Tân Bình. Lúc đó Trung Lùng được ca sĩ Lý Hải nhờ làm clip Trọn Đời Bên Em. Anh giao một vai phản diện trong clip này cho Vũ Văn Long. Lúc để tên nghệ sĩ tham gia, Trung Lùng tự ghi là Long Đẹp Trai. Vũ Văn Long kêu oai oái đòi sửa là Vũ Văn Long, nhưng Trung Lùng không sửa, cứ để tên đó. Không ngờ cái vai phản diện con ấy lại được khán giả yêu thích, thế là thành nghệ danh luôn. Sau này khi nhắc tới cái sự tích ra đời của nghệ danh Long Đẹp Trai, anh vẫn bảo phải cảm ơn anh Trung Lùng về chuyện này. Hình ảnh nam diễn viên Long Đẹp Trai sánh đôi bên cô dâu mới khiến cho khán giả hâm mộ không khỏi bất ngờ. Về phía Vi Nga, cô để tình trạng đã ly hôn trên trang cá nhân. Mới đây một số khoảnh khắc trong đám cưới của nam diễn viên Long Đẹp Trai được hé lộ khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Theo đó, trong ảnh nam diễn viên sánh đôi cùng cô dâu mới, gương mặt trạng trở niềm hạnh phúc, đến tham dự tiệc vui của Long Đẹp Trai, còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ thân thiết như Huỳnh Phương, Thanh Tân. Nam diễn viên Long Đẹp Trai tổ chức đám cưới kín tiếng với cô dâu ngoài ngành giải trí. Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới được hé lộ khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Hiện tại, người hâm mộ tỏ ra khá bất ngờ khi hay tin Long Đẹp Trai kết hôn với người mới. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1976, được biết đến là chồng của sao nữ Phi Nga. Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, cả hai không còn chia sẻ hình ảnh về nhau. Trên trang cá nhân diễn viên đạo diễn Phi Nga cũng cập nhật trạng thái đã ly hôn. Điều này khiến cho người hâm mộ ngầm hiểu cặp đôi đã đường ai nấy đi trong âm thầm. Cả Long Đẹp Trai và Phi Nga đều là những gương mặt diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam năm 2015. Cặp đôi này nên duyên vợ chồng và mong sớm có được trái ngọt. Tuy nhiên suốt hơn một năm ròng rã chờ đợi vẫn không thấy tin vui. Điều này khiến cho mối quan hệ vợ chồng không tránh khỏi lục đục. Song có câu con cái là lộc trời ban, ở thời điểm không còn cưỡng cầu, cặp đôi vui mừng đón nhận tin vui đường con cái. Hiện con chung của Phi Nga và Long Đẹp Trai đã được 6 tuổi, giúp tỷ thừa hưởng nhiều nét đẹp của người bố diễn viên. Phi Nga thường xuyên chia sẻ hình ảnh quý tử lên trang cá nhân. Hơn một năm trở lại đây, cô chỉ chia sẻ hình ảnh của con trai, không cập nhật khoảnh khắc nào liên quan đến Long Đẹp Trai. Chia sẻ về hành trình gian truân để có được trái ngọt, Phi Nga từng kể khi được tháng thứ 3, mình đã bị trượt chân cầu thang. Đến tháng thứ 4 và tháng thứ 6, mình cũng bị ngã. Một phần do mình đi diễn, một phần do đi đứng thoải mái quá, không để ý. Mọi người chỉ miệng là kêu đại một cái tên gì đó, rồi nói chuyện với con mỗi ngày. Mình gọi con là cỏ và cứ nói là mẹ trông con dữ lắm. Con nhớ đừng bỏ mẹ nha. Giờ mẹ đi diễn hay đi làm, cứ ôm chặt mẹ lại. Cảm giác con cũng lì lắm, nó ôm mình đến lúc sinh luôn, mà ôm tới 10 tháng rưỡi mới sinh lận. Tan hợp trong vi biết không còn là chuyện quá xa lạ. Tuy nhiên khán giả vẫn vô cùng bất ngờ khi hay tin Long Đẹp Trai kết hôn với người mới. Về phía Phi Nga, cô không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến việc bố của con trai tổ chức đám cưới.